Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Yaris Cross, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi của bên phía Toyota mà trong video ngày hôm nay. Cái thời điểm dịp ngày 22 tháng 3 năm 2024 rồi, đâu đó một tuần nữa thôi là kết thúc tháng. Và video này thì Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Yaris Cross. Cái chương trình về gói quà tặng phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Một chiếc xe mà hiện tại có thể nói là option của nó trang bị đầy đủ bậc nhất ở trong phân khúc. Trong phân khúc thì nó đang cạnh tranh với cả Hyundai Creta, đang cạnh tranh với cả Mitsubishi X-Fort, một cái dòng xe cũng mới ra mắt của bên phía Mitsubishi, đang cạnh tranh với cả Kia Seltos. Seltos thì sẽ ra phiên bản nâng cấp trong một vài ngày tới quý chị các bạn nhé. Với Yaris Cross này sẽ có hai sự lựa chọn dành cho quý chị các bạn. Một là phiên bản máy thuần xăng, máy 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số tự động vô cấp CVT. Thế còn thứ hai là phiên bản máy hybrid, bản lai giữa động cơ xăng và động cơ điện, và đương nhiên nó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý chị các bạn nhé. Cả hai phiên bản này, option của nó là đầy đủ nhất luôn rồi. Có cả camera 360, có tất cả những tính năng an toàn chủ động trong gói Toyota Citizen. Ví dụ như là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, rồi là Adaptive Cruise Control. Rồi là đèn pha của nó là đèn pha tự động thích ứng thông minh rồi, quý vị các bạn ạ, tự động điều chỉnh pha cốt. Vậy thì về mức giá tại thời điểm này, tuần cuối này, cụ thể từng phiên bản như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh như sau. Đầu tiên là phiên bản máy thuần xăng Yaris Cross máy xăng 1.5, giá niêm yết đề xuất của nó đang là 650 triệu đồng. Phiên bản này đang có khuyến mại giảm giá từ 15 đến 20 triệu tùy từng vùng. Ở Hà Nội miền Bắc này thì đang giảm là 15 triệu, ở Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm là 20 triệu đồng. Giá bán còn lại ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh còn 630 triệu đồng thôi. Và mình có nhẩm qua sau khi trừ khuyến mại như vậy, lăn bánh ở tỉnh của nó là 704 triệu. Ở Hà Nội là 737 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 719 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 704, Hà Nội là 737 và Thành phố Hồ Chí Minh là 719 theo phương án trả thẳng. Trả góp của phiên bản máy thuần xăng này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 195 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 228 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 215 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 195, ở Hà Nội là 228 và Thành phố Hồ Chí Minh là 215 theo phương án trả góp. Nếu như mà để so sánh về option giữa những cái chiếc xe ở trong phân khúc thì Yaris Cross mình nghĩ nó là một chiếc xe trang bị đầy đủ bậc nhất luôn. Bản thuần xăng này cũng là một cái phiên bản mà được nhiều người quan tâm lựa chọn nhất, đơn giản thôi vì tầm tiền của nó dễ tiệm cận anh chị ạ. Thế còn nếu mà chúng ta thích cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chưa đến 4 lít trên 100km thì có thể lựa chọn về máy hybrid. Đương nhiên cái mức giá của nó sẽ là cao hơn một chút. Giá của nó thì đang là 765 triệu và cũng đang có khuyến mại theo tùy từng vùng, dao động từ 15 đến 30 triệu đồng. Ở Hà Nội hiện tại đang nghĩ đang giảm là 15 triệu, giá còn 750 triệu đồng. Thế còn Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm giá cho quý các bạn lên tới 30 triệu đồng với phiên bản máy hybrid này. Giá bán còn lại của nó có 735 triệu đồng thôi. Vậy thì với cái mức giá như vậy, máy hybrid này lăn bánh ở tỉnh là 830 triệu đồng, ở Hà Nội là 866 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 835 triệu anh chị nhá. Tỉnh là 830, Hà Nội là 866 và Thành phố Hồ Chí Minh là 835 theo phương án trả thẳng. Trả góp của máy hybrid này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 230 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 266 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 250 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 230, Hà Nội là 266 và Thành phố Hồ Chí Minh là 250 theo phương án trả góp. Đó là hai sự lựa chọn, hai phiên bản hiện tại đang phân phối của dòng xe Yaris Cross này. Một cái chiếc xe mà trong thời gian vừa qua khi mà hạ cái mức giá niêm yết thì chiếc xe này đang có doanh số rất là tốt. Và điển hình có những cái màu xe, có những cái phiên bản phải ký sang cái thời điểm của tháng 4, tháng 5, tháng 6 rồi quý vị các bạn ạ. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang quan tâm, đang cần xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế về cái mẫu xe của bên phía Toyota này, đang cần xem xe trực tiếp thì hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Và miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118
0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.